Một cái bẫy bắt xe độc đáo và gây cảm giác ức chế nhất từ cổ chí kim, đó là điểm nhấn của trận đấu cực đẹp giữa Khoái Đao Uông Dương và Thiếu Hiệp Thục Sơn Trịnh Duy Đồng vẫn còn diễn ra ở giải đấu toàn quốc năm 2012. Ở trong lượt này, Uông là người cầm đỏ, đã dùng binh 7 tiến 1, Trịnh cũng đổi chốt ngay. Uông nhảy mã, Trịnh làm y hệt mã 8 tiến 7. Sau khi Uông phi tường, Trịnh cũng dùng tượng 7 tiến 5, Uông nhảy mã quải giác, Trịnh phóng ngựa ra biên ải. Uông lấy xe bình trục 3, chuẩn bị có thể mở chốt, đưa nhanh lên cửa hà. Trịnh Duy Đồng dùng xe đầu tiên khởi hoành gấp. Với điểm đánh tiếp theo, chắc chắn là mã sườn của Uông Dương. Uông vẫn vậy, tiến binh, mời đổi trước. Trịnh đã chấp nhận, xe này tấn thẳng, rồi lấy xe bình sang truy đuổi. Xe của Uông tiến 1, giữ mạng, Trịnh sĩ 6 tiến 5. Sau khi Uông phóng mã cửa hà, Trịnh Duy Đồng vào 8 rời một nước, chuẩn bị bình 7, đuổi xe ngay. Uông Dương lấy xe 3 bình 2, chủ động giải quyết trước, mời đổi. Nếu như Trịnh chấp nhận vào việc này, Uông sẽ lấy làm bàn đạp. Để dùng mã 4 tiến 2, mọi điểm yếu sẽ chẳng còn nữa, quân lực sẽ trở nên thông thoáng hơn cả. Bởi vậy, ngăn cản điều này, Trịnh Duy Đồng vào 8 bình 7, đợi chờ trước. Rồi Uông lúc này khép pháo vào ngay, Trịnh Duy Đồng rời xe 1. Nước cờ này nhằm mục đích gì? Tiếp tục Uông Dương vào 8 bình 7, Trịnh đâm bình chủ lực, mời đổi ngay. Không thể nào để cho quân chủ lực này có thể chôn chân mãi. Đây cũng là một quyết sách đúng đắn của Thiếu Hiệp Thục Sơn. Uông Dương đành phải chấp nhận, những lộ còn lại trên đường hà không thể nào thích hợp để chiếm đóng dài lâu. Sau khi Trịnh cũng ra tay, Uông Dương lấy xe còn lại lộ diện đuổi pháo ngay. Pháo bình trục 3, rồi tấn thẳng một mạch gây sức ép. Pháo rời 1, một đòn gánh chắc chắn được Trịnh Duy Đồng xây dựng sát hàng tuyến của mình. Lựa chọn tới đây của Uông, nhảy mã xuyên tâm. Điểm đánh này cuối cùng Uông Dương cũng có thể khắc phục. Trịnh Duy Đồng lấy xe tiến kỵ hà đuổi mã ngay. Tưởng chừng việc này đã hoài công, tại vì Uông chỉ cần dùng mã này tiện đường đạp lấy chốt. Nhưng thế quân chẳng mấy chốc rơi vào tình cảnh bị giam hãm. Cả xe pháo mã đều sẽ bị đối phương kẹp chặt ngay, không hề dễ chịu chút nào. Còn Trịnh thoải mái nhảy mã cửa hà, đường cửa tự nhiên để phát triển. Hoặc lấy pháo này tiến một đánh đuổi, hoặc là đạp thẳng vào trung lộ. Cũng là một thực lợi mà tự nhiên sẽ trở thành một mắt xích rất quan trọng ở thời điểm giằng co này. Bởi vậy, hoàn toàn có thể đánh giá được. Cho nên Uông Dương quyết định binh 5 tiến để giữ vững trận địa ngay. Nhưng đây không phải là mục đích cuối cùng của Trịnh, mà chỉ là một điểm trung chuyển trước khi bộc lộ rõ mưu đồ. Trịnh lấy xe để nhứ thêm một nước nữa, quản lý chốt. Nước cờ này sẽ tích cực trong việc chiếm giữ một hàng ngang đã thông suốt từ đông sang tây. Lựa chọn bất đắc dĩ của Uông Dương, sĩ 6 tiến 5 để cho Trịnh có thể tiêu diệt một thực lợi đầu tiên. Thực lợi thì rõ ràng, chốt biên của Uông đã trở thành một vật phẩm rất quý giá ở thời điểm này. Thứ nhất, Trịnh với vai trò hậu suất. Thứ hai, đây là thể loại không đầu pháo, cho nên cuộc đánh quyết liệt rằng co ở trung tàn là điều không thể nào tránh khỏi. Tranh càng nhiều thực lợi bao nhiêu thì cuộc cờ lại càng có lợi hơn ở giai đoạn tán thủ bấy nhiêu. Nhưng cũng vì vậy mà những điểm hay bắt đầu xuất hiện. Lựa chọn của Uông Dương rất xảo quyệt, lấy pháo để tạt biên. Nước cờ này đã gián tiếp làm cho âm mưu lấy xe này tiêu diệt ra chốt của Trịnh không thể nào tự nhiên để thi triển. Tại vì Uông chỉ cần tiếp tục dùng mã bay qua hà đạp lấy chốt đường 3, đe dọa ra những âm mưu rất ác hiểm, hoặc là có thể tiêu diệt tường rồi mở pháo này vào thẳng mã biên, cũng là một cách đánh rất hiệu quả. Mà cách thức để giải quyết lúc này của Trịnh không còn đơn giản. Dùng mã 7 tiến 6 vừa có thể phục lấy pháo để tiến 1, chẳng những là mất mà thậm chí là còn phản tác dụng. Tới đây, Uông chỉ cần dùng mã để tiêu diệt vào ngựa biên, pháo mở tiến 1, thậm chí là không bắt được quân nào, mà xe này chỉ cần quay về, bắt lấy xe. Tại vì hiểm ở chỗ, còn phục, mã này nhảy, đào pháo là sát cục tức thì. Đối phó kiểu gì, Trịnh cũng rơi vào hoàn cảnh rất bất lợi. Bởi vậy, giữ nguyên xe là điều kiện tốt nhất. Anh phải lấy pháo bình sườn, còn chờ sẵn cho việc lấy để tiến một bắt xe trước, mặc dù trông gấp gáp nhưng vẫn còn kịp lúc. Nhưng không thể nào ngờ được tất cả những điều này đã nằm trong toan tính rất mưu mô của Uông Dương. Anh dùng mã nhảy đường 8 ngay. Xe đường 1 lúc này đã biết cửa để di chuyển, chỉ còn đúng một lộ này có thể thoi thóp thở mà thôi. Nhưng tuyệt đối không thể nào án binh bất động với hình cờ này. Nếu như giả sử tới đây lấy pháo để tạt biên, đè bắt chốt,
để có thể thấy được âm mưu thực sự tàn độc của Uông Dương. Pháo này quay về, Trình thấy trước việc đối phương chuẩn bị dùng tường để quăng ra cánh biên bắt chết xe mà không thể nào can thiệp được gì. Vài nước mất xe chỉ còn cách đầu hàng sớm cho xong. Bởi vậy trong thực chiến đành phải vất vả đối phó tìm cách giải thoát cho xe. Trình tới đây đã lựa chọn lấy pháo tạt đường 8 ngay. Vậy thì nước cờ này có can hệ gì nếu như Uông vẫn vậy, tức là rời pháo chuẩn bị dương tường bước từ xe thì sao? Thực ra tới đây vẫn còn rất cao, Trình sẽ dùng pháo này nổ chốt tường mà tiêu diệt, pháo sẽ cắm thẳng sát cục. Bởi vậy tường vẫn dương lên thực hiện bằng được mưu đồ này, e rằng chỉ là sự cố chấp. Lúc đầu pháo chém gọn vào trung binh đè sát cục, nếu như lựa chọn pháo 472 để truy cản sát cục, xe này chỉ cần chém thẳng vào tường, âm mưu để bắt xe đã bị phá sản hoàn toàn. Chẳng những vậy, kinh thành cũng bắt đầu rạn nứt, gần như không thể nào cầm cự được lâu dài với hệ thống phòng thủ đã được quy mô sắp đặt của Trịnh Duy Đồng tới đây. Bởi vậy đành phải xem xét cách thức khác. Lúc này Lý tướng đề xuất cung pháo vẫn có thể bắt lấy xe là hy vọng. Lúc này Trịnh chỉ cần dùng pháo để cắm một mạch chiều tướng ngay. Nếu như lựa chọn tường quay về, xe vẫn đoạt tường, âm mưu vẫn không thể nào thi triển. Còn nếu như dùng tướng để tiến, pháo chỉ cần quay về một. Nếu như lựa chọn pháo 6 này quay về, tường vẫn gãy và kinh thành vẫn hoàn toàn nát tan. Còn nếu như lựa chọn khác là sĩ này dương lên, pháo biên của Uông cũng phải mất mạng. Thanh thử đòn bắt xe, Uông không làm được gì mà tự gầy ông đập lưng ông, một tình cảnh rất bất lợi. Bởi vậy nước bình pháo 8 của Trình là rất cao, dùng kế vây ngụy cứu triệu để có thể cứu vớt được xe đường biên mới có thể tiếp tục. Uông Dương cũng lập tức phát giác, rời sĩ về ngay. Rồi Trình dùng pháo để tiến thẳng một mạch, nước cờ này lại một lần nữa giúp Trình có thể hóa giải việc Uông rời pháo cũng chỉ là hoài công. Tại vì lúc này Trình chỉ cần dùng xe để quay về, tượng mà dương lên, pháo vỗ chiếu trước, rồi tiếp tục lấy xe này bước từ vỏ chốt và thoát thân. Bởi vậy muốn thi triển được đòn này chỉ có thể dương sĩ, nhưng Trình chỉ cần pháo 8 bình 4 mà thôi, và không thể nào ngăn cản việc xe 1 có thể bình 3 diệt chốt và thoát thân. Mọi công sức để sắp đặt của Uông Dương đã hóa thành công cốc, lúc này không thu nhận về được gì cả. Bởi vậy lựa chọn ngay tại đây của Uông là dùng pháo để rời một, phục sẵn lấy pháo để tạt biên bắt chết xe ngay, ép buộc rằng Trình sẽ phải vỗ pháo để chiều tướng tức thì. Rồi Uông đã chủ động kích đổi, ép buộc là Trình sẽ phải chấp nhận đổi, Uông dùng sĩ thủ tiêu. Vậy là cuối cùng âm mưu để giải cứu xe của Trình vẫn là bất khả thi. Lúc này chẳng những xe, mã biên cũng vậy, pháo 3 này cũng đang đứng ở một cái hố mà gần như tầm di chuyển chẳng còn bao nhiêu. Còn mã 7 nếu như tìm đường xung trần tuyệt đối không thể nào nhảy trục 6, binh này tiến 1 đánh bắt trà. Uông lúc đó lại có thêm một chốt qua hà, Trình cũng chỉ còn cách là quy hàng. Còn lựa chọn trong thực chiến, Trình quyết định mở đường máu ngay. Sĩ 5 tiến 4, rồi Uông lúc này làm gì? Lấy pháo để khép vào đường sườn, đe dọa bắn sĩ từ xa. Giả sử lúc này lấy pháo để tạt biên, có thể thông suốt lục quân, tất sẽ phải trả giá rất đắt. Pháo này tiến 1, bắt xe trước, xe phải thoái, rồi tiếp tục lấy pháo để chém chết sĩ, bắt mã ngay. Mã 7 tiến 8 thoát thân vào lộ còn lại, mã tiếp tục để tiêu diệt chốt, sĩ 4 tiến 5 để chúng ta có thể thấy được tính ác hiểm của đòn này. Uông có thể nhanh chóng để kết liễu ngay, mã 7 tiến 5 chém thẳng vào tường, đội hình của Trình cũng hoàn toàn tan tác. Tượng 3 tiến 5 pháo chém thẳng về mã, bắt luôn cả xe, Trình cũng chỉ còn cách là quy hàng. Bởi vậy tới đây, mặc dù miễn cưỡng nhưng đầy khổ đau, Trình bắt buộc phải dùng sĩ 4 mà tiến 5. Uông chỉ cần chờ vậy, dùng mã này quay về. Để ý kỹ, chủ lực đường biên chỉ còn đúng hai lộ có thể di chuyển, nhưng tất nhiên sẽ phải vớt vát lui về một kỵ hà trước khi bị pháo của Uông tiến thẳng hai nước, rồi nhét thẳng vào hang cùng ngõ hẻm và không thể nào vùng vẫy được nữa. Việc của Uông là đơn giản, chỉ cần quay một nước ngựa này về, chủ lực chính thức đã bị giam hãm. Trình Duy Đồng gần như đã phải bất lực, nước xa khó mà cứu nổi lửa gần. Không ngờ rằng chủ lực này đường đường là một mãnh tướng đánh đông dẹp tây, nhưng đưa chúng phải một cảm bẫy rất hiểm ác nơi xa trường, đành phải chôn chân vào thế thiệt. Lúc này việc của Uông là đơn giản,
Chỉ cần rời pháo một và lúc đó không còn gì có thể ngăn cản việc anh điều sát biên lấy mạng xe. Chiến thắng của Ôn Dương là rõ ràng. Bởi vậy, ngay từ đây trở đi, đây chính thức sẽ là tâm điểm, là một mắt xích, là then chốt của trận chiến này. Việc của Trịnh là phải tìm cách cởi bỏ, còn việc của Uông là phải bắt ở xe. Lựa chọn tiếp tục của Trịnh là dùng binh để tiến một, không hề còn cách khác. Để làm gì, pháo Uông mà rời một, chốt chỉ cần tràn qua. Không thể nào bắt chết với đòn tiền mã, hậu pháo ở trước. Thế nhưng, vẫn còn một cách đánh khác rất hiểm, Uông nhảy mã lên. Rõ ràng là việc tiến chốt ở trước, Trịnh cũng vô tình lấy đi một khoảng không còn lại để xe đường biên có thể hít thở. Bởi vậy, một lần nữa, đứng án binh bất động như trời trồng. Để tiếp theo, Uông chỉ cần dùng ngựa này quay về ngay trục bảy, xe sẽ phải tắc tử. Cho nên cũng chỉ còn lựa chọn mở đường máu, cảm tử, xích pháo này nổ thẳng vào chốt để có thể ngăn cản. Đương nhiên Uông Dương không thể nào chần chừ, dùng tượng mà ra tay, thủ tiêu gấp. Và Trình cũng có cơ hội để xe thoát thân, đạp vào tường, truy đuổi mã. Mã lại quay về, đánh đuổi. Xe còn đúng một lộ này để tháo chạy, pháo rời về hai nước, binh tiến một, bất tường, rồi lấy pháo để tả sang, có thể đe dọa, dùng pháo rời một, bắt chết xe ngay, bởi vậy xe phải lệch vào. Cuối cùng thì xe của Trình cũng có thể thoát thân, nhưng cuộc cờ của Uông Dương lại tự dưng dễ chơi. Đại ưu là thế đã rõ ràng, dùng tượng này quay về, Trình rời xe về hai nước, Uông Dương chỉ cần đơn giản giật xe, mời đổi. Trình đã chấp nhận mã này quăng lên, tiếp tục bắt chốt. Thì Trình Duy Đồng dùng mã nhảy lên làm điều tương tự. Nếu như Uông dùng mã này chém thẳng về chốt, Trình chỉ cần thúc ngựa đường 2, bắt đôi cả chốt lẫn tường. Còn lựa chọn thực chiến, Uông Dương đã nhảy mã lên truy đuổi. Mã của Trình vẫn phi thẳng vào đường 3. Uông đành ra tay, mã này tiêu diệt lui chốt, rồi mã của Uông đã tiếp cận vào kinh thành. Lựa chọn của Trình xuất tướng ngay. Một cuộc cờ từ đây chính thức Trịnh Duy Đồng đưa về trạng thái rất vất vả. Thua quân chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng trong những giải cờ đỉnh cao ở Trung Hoa cả. Lựa chọn tiếp tục của Uông, dùng pháo này nhét thẳng, làm cho con mã không tài nào mà di chuyển được. Binh biên tiến là một lựa chọn tức thời, pháo lại quay về tìm cách khác. Đòn quay ngoắt 180 độ này của khoái đao, chắc chắn anh đã tìm ra một điểm đánh sâu xa. Để có thể khoét sâu vào trận tuyến đang thực sự yếu mỏng của Trịnh Duy Đồng, so với cách thức kiềm chế ở trước, binh đã tiến cho nên chỉ cần một nước lấy pháo để tạt biên, lập tức bị đánh bật ra khỏi bàn cờ. Mà việc dùng mã 7 tiến 8 này bắt lại chốt của Trịnh không thể nào, binh 5 sẽ là nạn nhân thứ hai. Bởi vậy, Trịnh đành phải dùng binh mà thoát thân trước. Nhưng vẫn vậy, mã của Uông chỉ cần nhảy một nước, binh 5 đành phải bỏ lại. Vợ Trình nhảy mã đường 8 đe dọa vào binh biên. Uông Dương lúc này đã chấp nhận đổi, mã của Trình đành phải diệt ra chốt biên. Những thực lợi còn lại thật sự không hề quá quan trọng với khoái đao hiệp khách nữa, tại vì chỉ cần dư một pháo đã đủ để chiến thắng ngay. Còn binh 5 thật sự là một cái gai trong mắt, đặc biệt nó sẽ trở thành một vật cản rất khó chịu đối với cả đôi mã của mình, cho nên phải ưu tiên để khử trừ trước. Tiếp tục tới đây, Uông Dương bình pháo sườn. Việc này chỉ cần tiếp theo tiền mã hậu pháo mà thôi, kiểu gì Trình cũng phải tiếp tục hiến tặng luôn một mã trung lộ. Bởi vậy, cách thức của Trình là dùng mã 9 tiến 7, cảm từ vào pháo ngay, chắc chắn là hòa. Không thể nào giành chiến thắng chỉ với đôi mã, trong khi đối phương còn sĩ tượng toàn, một mã trung lộ. Hai chốt này thậm chí là không cần phải đếm xìa. Bởi vậy, Uông đành phải lấy pháo để thoát thân, Trình quay ngựa về, truy đuổi. Pháo tiến 1, rồi bắt tiếp, pháo của Uông chạy trốn lên tận một vị trí rất xa. Trình lại quay ngựa về biên đợi chờ. Uông lúc này giật ngựa. Cũng tại vì đòn đánh này mà nước cờ của Trình Duy Đồng là cực kỳ cần thiết. Còn nếu như không, mã thứ nhất là vừa đe sát, thứ hai bắt trắng vào mã trung tâm, Trình cũng chỉ còn cách là quy hàng. Còn tới đây, anh tức tốc quay ngựa về bắt pháo ngay. Pháo lại tháo chạy càng xa càng tốt. Rồi Trình nhảy mã liên kết, chờ đợi cho việc đấu đổi. Chắc chắn con đường chiến thắng của Uông Dương sẽ trở nên rất nan dài. Tại vì mặc dù thua quân, nhưng đây vẫn là một hình cờ mà Trình có thể tiếp tục. Đối phương đã chẳng còn quân chốt nào, cho nên chỉ cần thành công kích đổi một trong ba, xác suất hòa cuộc sẽ tăng lên rất đáng kể. Và đương nhiên rằng lý thuyết này Uông Dương cũng là người nắm rất rõ. Bởi vậy Trình không dễ dàng mà thực hiện.
Lựa chọn tiếp tục của Uông là dương tường thoát thân ngay. Chính lúc này bắt buộc phải đưa tướng vào trung lộ, còn nếu không, máu của Uông nhảy chiều một nước, chắc chắn là vỡ trận, mất quân tiếp. Lựa chọn tới đây của Uông lấy pháo để tiến thẳng ba nước, cản mã thứ nhất, bắt ngựa thứ hai. Ngựa này phải quay về đường bảy, lựa chọn chính thức của Trình. Rồi Uông giật mã về, truy đuổi vào mã trên. Mã của Trình lúc này tức tốc để di chuyển, vừa tháo chạy, vừa tìm ra con đường đánh trả, tức là chỉ cần quay đường 8 bắt đôi mà Uông Dương sẽ phải chống đỡ. Bởi vậy lựa chọn anh đã đào pháo sâu một nước, tháo chạy, cởi bỏ nguy cơ này trước, và cũng như chỉ cần chờ sẵn tiền chiếu, chắc chắn là đoạt được một tường. Bởi vậy Trình phải tháo tường về, rồi Uông quay ngựa bắt mã đứng ở đầu này, tường 3 tiến 5 tiếp tục lại quay ngựa về một nước. Đây là một đòn đánh rất cao của Uông Dương. Có thể thấy rằng cả đôi mã đang làm rất tròn trịa về chức năng của mình, khiến cho sức ngựa đứng đường sườn này của Trình không tài nào mà di chuyển được. Bởi vậy lúc này hoàn cảnh của Trình lại éo le thêm một bậc nữa. Đầu tiên vào trận đã bị đối phương vây hãm chủ lực, cái giá phải trả một pháo đã phải toi mạng. Tàn cuộc lúc này đã vất vả đến 7-8 phần, nhưng mã còn lại cũng đứng trước cửa tử, thật sự là không thể nào nguy cấp hơn. Đã nghèo còn gặp cái eo, lựa chọn của Trình dùng mã để quăng ra cánh biên, không thể nào chậm trễ. Còn nếu như không, Uông chỉ cần rời pháo hai nước, hoặc là chỉ cần xuất tướng nhẹ nhàng, bắt chết mã và thắng cuộc. Còn tới đây, Uông làm gì? Anh đào pháo một nước có thể đe dọa âm mưu như cũ, tức là tiến chiếu rồi đoạt tường, Trình cũng phải vỡ trận mà xin hàng. Bởi vậy đã phải dương tường thoát thân, những đường cờ bị động một cách hoàn toàn. Còn Uông Dương tới đây, đường cờ lại thanh thoát nhẹ nhàng, rời pháo về hai nước. Mã này chỉ còn đúng một cửa là có thể di chuyển, đành phải quay về. Còn nếu như cách thức khác, liệu rằng có thể nào dùng mã 9 tiến 7 để có thể giữ mạng? Tất nhiên là không, pháo sẽ tiêu diệt, rồi mã nhảy. Nhưng mà nhảy đi đâu, tướng xuất, bước tử ngay. Bởi vậy, sẽ chỉ còn đúng một lựa chọn như thực chiến, là Trình Duy Đồng quay ngựa về thoát thân, nhân tiện truy đuổi pháo. Nhưng Uông Dương lúc này chỉ cần lấy pháo thoát thân tiến cửa hà, ém vào sức mã thứ nhất, bắt mã thứ hai. Nhưng để ý kỹ, việc này còn hiểm ác, làm cho đường thối lui duy nhất của quân mã 7 Trình không thể nào xem xét. Bởi vậy phải gieo mình vào hồ sâu tội lỗi, không gian ngày càng chật hẹp hơn. Còn Uông tới đây, đường cờ lại tỏ ra vô cùng tàn nhẫn, siết cả ngày càng chặt vòng vây, dùng mã 3 tiến 2. Bốn bức tường đang từ từ di chuyển ép về phía Trình Duy Đồng, gần như không thể nào nhúc nhích được nữa. Chỉ còn đúng một kẽ hở cuối cùng, Trình lết mã vào. Mọi sự lúc này đành phải phò thác cho may rồi. Hình cờ này cũng phản ánh đầy đủ phong cách của Trình Duy Đồng, tức là chừng nào đối phương một là chưa chịu hết, hoặc là chưa bắt hết bằng được quân, anh vẫn còn tiếp tục chơi. Lựa chọn của Uông dùng ngựa này quay về trung lộ, chỉ còn tướng sĩ tường là có thể di chuyển. Còn chốt lẫn cả đôi ngựa này, Trình không thể nào nhúc nhích được nữa. Bởi vậy lựa chọn tới đây tượng 7 tiến 5, rồi Uông quay ngựa về. Mã biến lúc này chắc chắn là mất mạng, và thực ra hình cờ này vẫn hoàn toàn có cách để Uông Dương thậm chí là không cần chịu hết mà tiếp tục dùng pháo và sông mã, bắt chết luôn cả binh biên và mã biên còn lại của Trình. Bởi vậy tới lúc này Trình mới chính thức đẩy bàn để nhận thua. Cũng là một chiến thắng nhưng rất độc địa, với hai cái bẫy bắt quân không thể nào tàn ác hơn của khoái đao hiệp khách. Còn video tới đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn